Chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình Radio Chánh Kiến. Kính mời quý vị cùng chúng tôi ôn cổ minh kim, khám phá bí ẩn của vũ trụ, sinh mệnh và thân thể người, cùng ôn lại những câu chuyện văn hóa truyền thống đề cao đạo đức, nhân tâm hướng thiện. Hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị lắng nghe câu chuyện Y Sơn Dạ Thoại có nhan đề Cầu Vồng Hiện Lên Trong Mưa. Trong những bài trước, chúng tôi đã kể vài câu chuyện chữa bệnh nan y thần kỳ của thầy thuốc Trung Y. Phương pháp sử dụng trông rất đơn giản, nhưng lại trị được tận gốc bệnh. Tuy nhiên, có một số bệnh dùng rất nhiều phương pháp như uống thuốc, châm cứu, điểm huyệt, vân vân cũng không thể trị dứt, mà phải điều trị từ gốc, tức là từ tâm. Trong thời đại ngày nay, dù là bác sĩ hay bệnh nhân, đều khó mà hình dung được chữ tâm của bác sĩ và bệnh nhân đóng vai trò quan trọng như thế nào trong quá trình chữa bệnh. Sau đây, mời quý vị lắng nghe hai câu chuyện chữa bệnh từ tâm của thầy thuốc Ngọc Lâm. Đầu tiên, chúng ta hãy nghe câu chuyện Hào tài thiệt thân chỉ vì không nhẫn. Bệnh viện Tây Y chuyển đến phòng khám Đông Y của tôi một bệnh nhân. Cô ấy tên là Thụy. Cô đang mắc bệnh Parkinson. Parkinson trong Trung Y được gọi là bệnh tê liệt rung. Cô ấy có tiền sử mắc bệnh này gần 3 năm rồi. Hai tay của cô đều bị rung, tay phải rung nhiều hơn tay trái. Khi ăn, cô thường bị rung rẩy mạnh đến nỗi cơm chưa được đến miệng đã rơi xuống đất. Cô ấy đã trị liệu một thời gian, tuy rằng có thuyên giảm, nhưng triệu chứng vẫn tái phát lại sau vài ngày, nhiều lần đều như thế. Tôi bắt đầu hỏi kỹ về những sự việc đã xảy ra gần đây trong cuộc sống của cô. Cô ấy kể cho tôi nghe một câu chuyện đã dày vò cô suốt 3 năm. Cô nói, vợ chồng tôi điều hành một công ty vận tải container. Chúng tôi có một biệt thự trên một hòn đảo. Trên đảo chỉ có hai căn nhà, nhà chúng tôi và nhà hàng xóm cùng đi chung đường. Do mặt đường hư hỏng nên chúng tôi đề nghị hai nhà cùng đóng tiền sửa đường, nhưng hàng xóm phản đối nên chúng tôi đành phải tự bỏ tiền ra sửa. Không ngờ rằng những người công nhân làm thuê không chú ý đã đổ đá sửa đường ra giữa đường, gây bất tiện cho việc đi lại của nhà hàng xóm. Hàng xóm nghi ngờ rằng chúng tôi vì giận dỗi nên đã cố tình làm điều này. Vì thế họ đã chặn cánh cổng trên đất nhà họ, mà cánh cổng này lại giúp chúng tôi về nhà vừa gần vừa thuận tiện. Cánh cổng bị chặn khiến chúng tôi phải đi vòng xa thêm mấy dặm so với bình thường mới về đến nhà. Chồng tôi bắt đầu la mắng và trong cơn thịnh nộ, anh ấy đã đóng van nước máy lại. Nguồn nước này do chúng tôi lắp đặt trước đó, và vì để tiết kiệm tiền nên họ đã nối tiếp ống nước từ nhà chúng tôi. Việc đóng van nước đã cắt mất nguồn nước của họ. Khi bị cắt nước, họ gần như phát điên nên đã đổ xi măng và đá xuống đường, chặn hoàn toàn lối về nhà của chúng tôi. Vậy là vì khoản chi phí 2.000 tệ sửa đường mà chúng tôi đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Điều đáng buồn là cả hai chúng tôi đều đi tìm luật sư. Vụ kiện này đã kéo dài gần 3 năm. Tiền thuê luật sư đã lên tới 2 triệu tệ. Trong 3 năm này, chúng tôi không thể về nhà mình và họ cũng không thể sống ở nhà của họ.
Bây giờ mâu thuẫn của chúng tôi gần như đã đến mức một mất một còn. Căn nhà không thể bán được do vụ kiện chưa giải quyết xong, cũng không thể ở được, hơn nữa cũng cần phải duy tu lại. Vừa nói, cô vừa xúc động đến mức tay run run, mặt đỏ bừng, cảm giác gần như sắp sụp đổ. Tôi thấy được nỗi thống khổ của cô ấy, biết được nguyên nhân sâu xa khiến bệnh cô ấy tái phát nhiều lần mà không thuyên giảm. Tức giận sẽ dẫn đến đau gan và túi mật, khiến hỏa khí ở gan bốc lên tim, khí không thuận, ngạt thở khó chịu, hại khí, hại thần, hại thân. Cô ấy không biết rằng, sự việc này so với sinh mệnh thì chuyện nào là quan trọng hơn. Kỳ thực, đây là quan niệm của con người. Mâu thuẫn hoàn toàn có thể được giải quyết. Nhưng hiện nay, vì không thể nhẫn chịu, họ đã khiến chuyện nhỏ thành lớn, kiện tụng liên miên, mất tiền oan uổng, chỉ đem lại phiền não mà thôi. Tôi biết rằng bệnh của cô ấy uống thuốc không thể chữa khỏi, mà phải trị căn nguyên của bệnh. Vì vậy, tôi đã nói chuyện với cô ấy về nhẫn, nói với cô ấy về đạo lý, lùi một bước, biển rộng trời trong, nhẫn một chút, liễu ám hoa minh. Sau khi nghe xong, cô ấy nói với tôi rằng nếu cô ấy nghe được điều này 3 năm trước, cô ấy sẽ không bao giờ để xảy ra việc này. Sau đó tôi nói tiếp với cô ấy về chân và thiện và pháp luân đại pháp. Tôi cũng nói sơ qua về mối quan hệ giữa luân hồi và nhân quả trong nghiệp lực luân báo. Lần đầu tiên cô ấy nghe thấy những điều này, cô ấy nói: Lạy Chúa, có phải chúng con đã quá xa rời trần thiện nhẫn nên mới gặp phải cảnh ngộ bất hạnh như vậy không? Có phải vì kiếp trước chúng con đã làm điều gì không tốt, có lỗi với người khác nên hôm nay mới nhận quả báo như vậy không? Có phải tất cả những điều này kỳ thực là đang nhắc nhở chúng ta rằng Thượng Đế cho chúng ta được làm người là để trở thành một người biết đối xử tốt với người khác không? Tay cô không còn run nữa. Khi ra về, cô ấy nói với tôi: Bác sĩ ơi, bác sĩ đã cởi bỏ nỗi uất ức và oán hận suốt 3 năm qua của tôi. Tôi im lặng, nhìn bóng dáng cô ấy xa dần mà lòng ngậm ngùi xúc động mãi. Tôi biết rằng một sinh mệnh nữa lại được nghe nói về Đại Pháp. Hy vọng một ngày nào đó cô ấy có thể thực sự minh bạch nguyên nhân và đạo lý đằng sau những điều này. Nghe xong câu chuyện vừa rồi, quý vị có thể suy nghĩ về câu hỏi sau đây không? Bệnh tật của con người, ngoài những khái niệm về chẩn đoán, điều trị, kê thuốc, thì còn liên quan gì đến nhân tâm, đạo đức, chính niệm, làm việc thiện? Trong câu chuyện trên, bệnh nhân đã nghe lời khuyên thiện của thầy thuốc và bệnh đã khỏi ngay lập tức. Điều này chẳng phải rất thần kỳ sao? Trung y cho rằng tâm và thân của con người là một chỉnh thể, chúng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Ngày nay càng có nhiều người phương Tây công nhận sự thật này, hơn nữa họ đã bắt đầu áp dụng điều này vào phương pháp trị liệu. Hoàng đế Nội Kinh là cuốn sách y học cổ điển của Trung Quốc, đặc biệt nhấn mạnh vai trò quan trọng của tâm trong việc đánh giá một thân thể khỏe mạnh và trong điều trị bệnh tật. Vì vậy, điều trị bệnh tật trên thân thể, trước hết nên điều trị tâm. Tâm giả, quân chủ chi quan giả, thần minh xuất yên. Chủ minh tắc hạ an, chủ bất minh thập nhị quan nguy. Tâm giả, sinh chi bản, thần chi biến giả. Dịch nghĩa: tâm đóng vai trò chủ quản các cơ quan, thần linh ngụ ở đây. Chủ mà ngay chính thì các cơ quan yên ổn.
chủ không ngay chính thì 12 cơ quan nội tạng gặp nguy. Tâm là căn bản của sự sống, là sự biến đổi của thân. Tiếp sau đây, mời quý vị lắng nghe một câu chuyện khác có tựa đề Cầu Vồng hiện lên trong mưa. Một lần nữa, qua thực tiễn trị bệnh, thầy thuốc Ngọc Lâm đã triển hiện những kỳ tích bất ngờ của những nguyên tắc cổ xưa mà đơn giản này. Đây là một cuộc khẩu chiến kịch liệt xảy ra trong một gia đình. Vợ chồng Dana và Steve sống cùng một cô con gái 6 tháng tuổi. Cuộc khẩu chiến kịch liệt này bắt đầu từ việc nên cắt bánh mì dày hay mỏng. Điều này cùng với sự khác biệt về tín ngưỡng, lối sống, bất đồng quan điểm nên đã dẫn đến việc công kích lẫn nhau, chỉ trích khuyết điểm và dùng lời lẽ thô tục với nhau. Vợ chồng Dana và Steve càng cãi vã càng trở nên gay gắt, cả hai đều đỏ mặt tía tai. Dana đẩy đứa con gái 6 tháng tuổi vào tay chồng rồi bỏ lên tầng trên. Chưa đầy 10 phút sau, Dana nghe thấy tiếng khóc của con gái. Cô đi xuống cầu thang và thấy rằng chồng mình đang thở gấp. Trước đây, cô đã từng chứng kiến việc này trong quá khứ, nên khi chồng cô yêu cầu gọi cấp cứu 911 đi, anh có thể không ổn rồi, cô có chút không đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng vẫn đang cố nghĩ ra một vài từ mạnh mẽ hơn vừa rồi để có thể khiến anh không thốt nên lời. Nếu vẫn không có cơ hội nói ra thì đợi đến lần khẩu chiến kế tiếp sẽ dùng tới. Ai ngờ, chưa đầy một tiếng đồng hồ sau khi xe cấp cứu đưa anh ấy đi, chồng cô đã qua đời vì nhồi máu cơ tim. Anh đã ra đi mà không để lại một lời nào. Miếng bánh mì anh thái quá dày vẫn còn trên bàn. Dana bị bệnh trầm cảm. Khi đến phòng khám, bên ngoài trời đang mưa và cô vô cùng chán nản. Cô ấy nói, bác sĩ ơi, người mất có thể sống lại được không? Nếu tôi có cơ hội được sống với anh Steve chồng tôi lần nữa, tôi nhất định sẽ không như trước đây. Tôi sẽ trân trọng anh ấy. Lúc này những điểm tốt và ưu điểm của chồng cứ không ngừng xuất hiện trong đầu cô sau khi anh ra đi. Nước mắt lưng tròng, cô khóc không thành tiếng. Tôi hối hận lắm. Cô cho biết bản thân thường khắt khe, thường soi mói bắt bẻ, thường lải nhải lắm lời. Làm việc gì cũng phải theo ý mình, động một chút là cáu giận, có vấn đề gì cũng trách mắng người khác. Giờ đây, chồng cô đã ra đi không một lời từ biệt, ra đi mãi mãi. Ngay cả giữa những người bạn với nhau cũng thường xuyên nói hai từ cảm ơn, nhưng cô chưa từng nói với anh ấy hai từ này. Giờ đây, khi cô thực sự muốn nói ra, thì anh cũng chẳng thể nghe thấy được nữa. Dana hối hận không lời nào tả xiết. Từ sau chồng cô qua đời, đầu tiên Dana bị trầm cảm, sau đó mắc bệnh lupus ban đỏ. Lupus ban đỏ là bệnh thuộc hệ thống tự miễn. Căn nguyên của bệnh là do trong thân thể và tinh thần không khỏe mạnh. Đau buồn, hối hận, tự trách bản thân đã khiến nghiệp bệnh cứ đè lên cơ thể từng cục từng cục. Dana ngày càng hoang mang, sợ hãi, không biết làm cách nào để thoát khỏi sự đau khổ. Còn bệnh tình thì càng ngày càng trầm trọng. Trung y hiện là phương pháp tạm thời có thể giảm bớt đau khổ cho cô. Trong tình huống cảm thấy bất lực, cô quyết định đến gặp thầy thuốc trung y. Trong quá trình điều trị, tôi hỏi cô ấy, sau khi trải qua bao nhiêu khó nạn như thế, cô đã học được điều gì? Thật bất ngờ,
Câu trả lời của cô là: tôi nhận thức được bản thân tôi. Trước giờ tôi không bao giờ muốn thay đổi bản thân. Tôi chỉ muốn thay đổi người khác. Tôi thấy rằng những điều mà tôi không thích ở người khác lại cũng chính là điểm yếu nhất của tôi. Tôi nói anh ấy lười biếng, kỳ thực tôi cũng lười biếng. Tôi nói anh ấy tham lam, tôi cũng chẳng khác gì. Nhớ lại khi chúng tôi cãi nhau gay gắt không có hồi kết, tôi thấy những điều xấu xa và không lương thiện trong tính cách của tôi. Tất cả đều được phơi bày không sót điểm nào. Khi tôi tức giận, tôi không thể kiểm soát được bản thân mình. Vì sự vui thích của bản thân, tôi đã đổ lỗi hoàn toàn cho người khác. Bởi vì chồng tôi không thể nói lại tôi, nên anh ấy đã kìm nén trong lòng. Anh ấy đã ra đi trước rồi. Anh ấy muốn để tôi sửa chữa những lỗi lầm này, để kiếp sau nếu có thể luân hồi chuyển kiếp, thì là một người tốt trong sạch. Tôi đã nói chuyện với cô ấy về tu luyện. Khi tôi nói về chân thiện nhẫn, tôi thấy hai mắt cô ấy lấp lánh ánh sáng, nét mặt u sầu chợt trở nên bừng tỉnh. Cô ấy muốn nghe thêm nhiều đạo lý mà trước giờ cô chưa từng biết đến. Thế là, từ thiện ác hữu báo và nhân quả luân hồi, tôi đã nói cho cô ấy nguyên nhân gốc rễ của bệnh tật. Trong phút chốc, dường như cô ấy đột nhiên hiểu ra được đạo lý nào đó, liền lập tức đứng dậy và thốt lên: "À, tôi hiểu ra rồi." Tôi hỏi: "Gì cơ?" Cô nói: "Tôi hiểu ra rồi. Một trái tim hòa ái và khoan dung." Vậy là cầu vồng đã hiện lên trong tim. Loạt bài về Y Sơn Dạ Thoại là những trải nghiệm của người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong quá trình thực hành theo nguyên lý vũ trụ, chân, thiện, nhẫn, đã có những nhận thức sâu sắc về thân thể, sinh mệnh và vũ trụ, cũng như nhận thức hoàn toàn mới về văn hóa và nghệ thuật chính thống của nhân loại. Nếu quý vị quan tâm đến bí ẩn của vũ trụ, sinh mệnh và thân thể người, thì hãy tìm hiểu loạt bài này của chúng tôi để cùng cảm ngộ cuộc sống bằng những ý tưởng mới và tư duy mới, tìm ra chân tướng của sinh mệnh. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh Radio Chánh Kiến. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.